Sữa tươi Vinamilk 100% với vitamin A, D3 và Silen hỗ trợ miễn dịch tăng sức đề kháng. Tại Resort Bò Sữa Vinamilk, hệ thống trang trại theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu lớn nhất châu Á. Giống bò được nhập trực tiếp từ Mỹ, Úc và New Zealand. Nguồn thức ăn từ những đồng cỏ bạt ngàn, nơi các cô bò thư giãn mỗi ngày, được tắm mát và tận hưởng âm nhạc du dương cho nguồn sữa tươi 100% thuần khiết. Resort Bò Sữa Vinamilk, hệ thống trang trại chuẩn quốc tế lớn nhất châu Á.